Xin chào anh em. Hôm nay anh em Vũ Xuân Solar của mình bắt đầu triển khai lắp đặt hệ 5.18 kWh 3 pha ở Kim Bảng, Hà Nam. Tính đến thời điểm này là hơn 10 giờ thì anh em đã làm xong phần khung rồi. Gắn khung này thì được làm bởi Elox 201. Đó. Nhà này thì mình vào từ ban đầu nên là cái phần không phải khoan xuyên cái ngói gì cả, mà hoàn toàn là lúc trong quá trình xây dựng thì đã bảo chủ nhà để sẵn râu sắt lên rồi. Trong quá trình làm thì rất là đơn giản thôi, chỉ việc hàn vào cái rô sắt đi thôi. Đó. Dự kiến công trình này làm đến 17 giờ chiều ngày hôm nay là xong. Đây là những anh em kỹ thuật của công ty mình đang triển khai làm hoàn thiện phần dàn khung. Đó. Inox. Đấy, nhà anh Hanh chủ nhà thì vô cùng rộng. Ở đây mái hướng tây nhà anh đây có diện tích khoảng 50 m². Nếu mà lắp hết mái hướng đông thì khoảng 100 m² nữa, tổng là 150 m². Đấy, giai đoạn 1 thì anh lắp 5 kW thôi. Còn giai đoạn 2 vào tháng 6 mùa hè năm nay thì anh dự kiến lắp thêm 10 kW nữa.